Thưa quý vị và các bạn, hiện nay chùa Mục Đồng, phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào đang cưu mang nuôi dưỡng gần 100 người, gồm trẻ mồ côi, mẹ bầu đơn thân và người già không nơi nương tựa. Với sự tận tâm của thầy trụ trì Thích Nguyên Bình, các Phật tử, nhà hảo tâm và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, đầu xuân 2020, khu bảo trợ của chùa Mục Đồng đã được hoàn thành, trở thành mái ấm cho những mảnh đời cơ nhỡ. Đã mấy năm nay, hình ảnh thầy Thích Nguyên Bình, trụ trì chùa Mục Đồng, lúc nào cũng tất bật bên đàn con nhỏ đã trở thành hình ảnh thân thương với người dân, cũng như du khách đến với chùa. Từ đứa trẻ đầu tiên được nhận nuôi năm 2006, tới nay, số trẻ đã tăng lên gần 60 cháu. Mỗi đứa trẻ đến với chùa đều mang một câu chuyện. Có những bé, mẹ bỏ lại chùa, chỉ gửi lại vỏn vẹn dòng tin nhắn. Có những bé do Phật tử đón về. Em thấy các bé rất là thiếu tình cảm thôi. Rất là cần được sự tình cảm đấy từ tất cả các bà mẹ. Không kể sinh ra bé. Nhắn nhủ với các bà mẹ thì mình phải có trách nhiệm thôi. Trách nhiệm với các con. Trong lòng mình thấy là thầy là người tốt mà cực kỳ yêu trẻ con. Thì thầy tự nào là cho các bé ăn này, thay bỉm này rồi. Có nhiều bé đêm nó ốm ý, thầy cũng phải chăm rồi là. Nói chung là thầy cũng có thể thay được một người mẹ với một người cha cho bé. Thấy việc làm nhân nghĩa của nhà chùa và sư thầy Thích Nguyên Bình, gần đây chính quyền và nhân dân phường Phan Đình Phùng đã tạo điều kiện cho chùa kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp xây dựng khu bảo trợ nhân đạo. Tôi thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái tính nhân văn của thầy, cái nghĩa cử cao đẹp của thầy. Nên do vậy là anh em địa phương cũng rất ủng hộ cái việc làm chung tay cùng với xã hội mà giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Thầy nuôi các em trẻ cô nhỡ các cụ già thì tôi lúc nào cũng đi song song với thầy và chăm sóc các cụ già. Cái tấm lòng của thầy như thế chúng tôi rất là khâm phục, chúng tôi cũng là theo thầy đến cùng để làm, cùng đồng tâm với thầy. Mùa xuân năm 2020, khu bảo trợ của chùa Mục Đồng đã được hoàn thiện, đón gần 100 người già, trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về sum vầy. Ngôi chùa nằm giữa mênh mông cánh đồng, nhưng lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười tiếng nói. Nhiều người tới đây không chỉ để lễ chùa làm từ thiện, mà có lẽ còn để cảm nhận được tình yêu thương thực sự giữa con người với con người. Ta chúc câu an lành, ta chúc nhau những gì tốt đẹp.